nghĩa đây là một cái lợi thế mà tụi em có ở bên Việt Nam. Đây là một cái lợi thế rất là lớn mà tụi em có trong Việt Nam đó, bởi vì đó là anh mà đi làm sale ở bên Việt Nam á, anh không có sợ là anh để nợ phá sản gì chứ, tại vì anh biết là đó là cái này nó quá dễ cho anh rồi, quá dễ rồi. Ok, nó không khác gì á, mà tụi em thấy mấy cái video mà nó ra, nó mà ra biển cái nó bắt giọt, nó lụm giọt, xong nó lụm cá, lụm cua rồi. Ok, anh á, nó dễ giống như vậy đó. Tại Việt Nam mình, tại vì á, là cái văn hóa sĩ diện đó ở Việt Nam mình đó, nó khiến cho mình đó có bán hàng. Mà trở lại đó, lúc mình giải quyết xong hết trơn mấy cái trở ngại trong đó của họ đó, không, nó dễ chốt hơn. Tại sao vậy? Khó từ chối. Khó từ chối, tại vì đó là cái mặt mũi. Đúng không? Em mà bỏ công sức ra, em nói chuyện với họ hết 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ để giải quyết hết trơn cái trở ngại này rồi đó, không? Lúc mà tới chốt đó, không? Cái văn hóa Việt Nam mình nó có cái mặt mũi, nó có cái chuyện, nó không muốn vô cửa hàng của em rồi xong nó không muốn. Nhất là em đã bỏ công sức ra, em đã giải quyết hết trơn mấy trở ngại nó rồi đó, không? Nó có cái một cái vấn đề là nó có cái ơn nợ. Cái thứ hai đó là nó có cái mặt mũi, thì cái mặt mũi bên Mỹ thì nó có cái ơn nợ, còn cái mà cái mặt mũi thì bên Mỹ nó không có, ở bên Việt Nam mình nó có. Thì cái mặt mũi, cái văn hóa xí xì nó khiến cho cái người khách hàng đó dễ bán, dễ mua hơn. Ok. Không, và ở bên Việt Nam mình tại cái văn hóa xí xì đó, không, nó vô cửa hàng mình gọi xong rồi em bỏ hết 1 tiếng đồng hồ công sức để trả lời giúp nó trên gì đó, không, nó ngại, nó không có dám, mà không bỏ ra, nó bỏ đi không mua. Đúng rồi. Cái này được. Có một điều mà khách họ cũng không từ chối được, như là họ rất là ngại để từ chối. Đúng rồi, họ ngại. Em mà đi hết trơn mấy cái giai đoạn mà anh nói đó, không? Em mà đi hết trơn cái giai đoạn rồi tới mức này cũng mà em chốt đó, không? Nó khó, tại đó là cái văn hóa ở Việt Nam. Bởi em cũng giải quyết hết các cái trở ngại của họ ấy, nên họ không từ chối được, mặc dù lúc đấy họ cũng còn tiền mặt, nhưng mà họ cũng không từ chối. Thì khách hàng của em nó lại nó kiếm xà lan đó, thì trung bình đó, như mình nói đi, nó mua xe hay nó đi mua cái iPhone rồi, hay nó hỏi giá cả xe hơi đồ xe gì không, cái đó nó có đi hỏi kiếm giá được không, mà nó không có đủ tiền để mua nó được không? Có thể không? Có thể là nó đi hỏi điện thoại hay là cái máy tính cầm tay hay là cái quần áo hay là cái túi á, mà nó không có đủ tiền để mua cái đó được không? Có không? Có. Có. Mà cái phần lớn đó, cái người mà đi hỏi cái xà lan mà 5-10 tỷ đó, không? Thì có người đi hỏi mấy cái tàu bao gì không? Không có luôn. Trung bình á, cái người mà vô người ta hỏi cái xà lan gì đó là ý nghĩa là sao? Một là người môi giới, hai là người mua thiệt. Và ý anh nói là sao? Là mình nên không nên sĩ diện. Tại vì á, cái thằng nghèo đó nó không có quyền lợi gì cho mình hết trơn. Không, mình nên sĩ diện. Lúc mà nó có quyền lợi cho mình á, thì mình nên sĩ diện. Như mình nghèo đó, mình đi mua cái iPhone đó mà 25-30 triệu đó, có ai tin là mình có tiền không? Không. Có ai tin không? Không. Có ai tin không? Trước đây giờ mình đi đóng thì giờ làm gì, là đi mà công sinh sống đó, làm mà đổ mồ hôi xong rồi đi trả góp cái điện thoại đó cho 12 tháng gì vậy, không ai tin đâu, không ai tin hết trơn. Rồi em hiểu không? Rồi em hiểu rồi. Ok, thì cũng mà em chốt cái xà lan đó, không, em nên đứng ở ngoài bến tàu đó chống lỏng với chẳng có ai, hay là em đứng trong văn phòng đó xong có mấy người nhân viên của em giọng
trong văn phòng. Tại sao? Tại vì là trong văn phòng nó nó đều điện từ. Nó khiến cho lại là cái người kia ngại hơn, kiểu nếu gì tại vì á là ai cũng thấy em mới dẫn nó đi ra xem xà lan trả lời hết trơn mấy câu hỏi này á, giới thiệu nó xong giải quyết hết trơn mấy trời ngày cho nó hết một tiếng đồng hồ đó, xong giờ em đem nó vô trong văn phòng với lại trước mặt á mà thật ý của em là mấy người giám đốc đồ mấy người nhân viên kia đó, đó em hỏi nó khi nào nó muốn em á mà kéo xà lan bên ụ tàu nó không, nó từ chối không, nó cũng là mình biết là cái văn hóa Việt Nam mình nó có cái mặt mũi. Đúng rồi. Thì mình dùng cái lợi thế đó, cái câu hỏi đó để cho nó là mình chốt cái sale. Ờ, rồi. Nó có cái chiêu này độc đáo thêm nữa mà không, anh sợ. Thôi để mình nói sao được chứ. Mấy cái chừng nào mà tụi em chứng minh đó là tụi em làm được thì xong mình nói tiếp mấy cái mà nó cao siêu hơn, tại vì nó cao siêu quá xong mấy người có đẻ mấy người lừa đảo nó nghe nói xong cái nó đi lợi dụng cơ hội nó lừa đảo bà con mất công. Thì đó là ok để em nói đó không là tài tài chừng nào tài muốn em kéo cái xà lan này lên trên cái mà hỏi không, thì đó anh khó từ chối lắm, em mà giải quyết được hết trơn nó không tới cái giai đoạn đó không anh khó từ chối được lắm. Thì đó là tên đó là với cái giai đoạn đó anh sẽ nói gì giờ? Anh muốn từ chối nó rất là khó. Tại vì anh mà có từ chối nó bằng từ chối lâu rồi, anh nói chờ nó mà hướng dẫn anh hết tiếng đồng hồ đi rồi xong cái mà anh ấy mà anh. Bây giờ nói chắc chỉ có tiền cộng bao nhiêu thời gian kéo dài ra cho người ta trả. Rồi, thì tới đó là nó chỉ hỏi không mà thì anh cần đặt cọc bao nhiêu? Thì cũng mà nó hỏi gì là em biết là gì? Xong. Đúng rồi. Ok. Thì cũng mà nó hỏi, cũng mà anh hỏi mà đặt cọc bao nhiêu đó, thì đó là em trả lời làm sao? Dạ. Thì em ra cái giá giống như bình thường thì cọc 20%. Ok. Ừ. Yeah. Thì theo cái phương pháp mà tôi em mà đặt cọc đúng không, thì đó là nó tùy theo mà em làm sao đó, thì theo cái hệ thống mà tôi em mua bán xà lan sao đặt cọc nhiêu đó thì đó, tôi em làm thôi.